Wow. Wow, cô chú cô chay có gì mới nè. Wow, cái đó là cái gì chay? Xe đẩy đi chợ. Đi siêu thị. Đúng rồi. Xe đẩy đi siêu thị, em mới vừa tắm xong nên để tóc nó khô khô chút, khô chưa? Khô rồi cột lên chứ nhìn nó bầu bù tóc rối thấy mắc mệt quá. Rồi chay, coi còn đồ chơi gì nữa nè chay. Wow. Mẹ mẹ còn mua đồ chơi gì nữa? Hả? Mở ra. Oh. Cái máy làm cà phê. Yeah. Con nói sao? Còn cái nữa đúng rồi. Đây. Yeah. Con nói sao? Con khoanh tay lại làm sao? Cảm ơn mẹ. Đúng rồi. Đây nè, bỏ lên bàn này chơi nè. Đây nè, lại ghế ngồi. Lại ghế ngồi ngồi đi rồi mày mở cho. Wow, lên ghế ngồi mẹ mở cho, lại lên. Rồi bây giờ mẹ mở ra chơi chay nha. Dạ. Con nói làm sao? Please. Đúng rồi. Đây này, cái điện thoại của tôi. Để im đó. Để im đó. Đừng nhúc nhích. Giùm. Đừng nhúc nhích giùm cái. Con chào cô chú chưa? Chào chú. Cô chú có khỏe không? Chú khỏe. Con hỏi cô chú có khỏe không? Chú khỏe. Con phải hỏi chứ con không có được nói chú khỏe. Chú khỏe. Không. Không. Đúng rồi. Cô chú khỏe không? Chú khỏe nè. Cô chú khỏe hả? Sao con biết hay vậy? Con là Tà đó. Wow, để mẹ gửi cho chay nha. Wow, trời ơi. Đồ chơi, con nói đi, đồ chơi. Đồ chơi. Wow. Wow. Đây. Wow, cake. Wow, cake. Đúng rồi, con nói đi. Mẹ. Bánh. Mấy cái đồ mà chơi này gỡ ra mở ra mệt ghê á. Làm gì cài dây cái gì đó. Khổ ghê. Con nói nè, khổ ghê. Khổ ghê. Con nói nè, khỏe ru. Khỏe ru. Con nói đi, khổ ghê á. Khổ ghê. Bỏ kìa. Baby. Từ từ, cái này lâu ghê thì cái gì? Lâu ghê. Lâu ghê. Ừ. Đây, một cái máy làm cà phê. Một cà phê con đứng vậy cậu để vậy là cô chú có thấy con không? Nhớ. Nữa thì đang mẹ đang mở đây. Được một cái máy làm cà phê đã chuồn cái chủ này. Mở cái tết chưa ra cái máy cà phê được. Con nói nè. Lau búa. Lau búa. Trời đất ơi coi nghĩ sao? Đây qua cho cô chú coi. Còn bỏ con dít con ốc thì giờ phải để đi lấy con dít ốc rồi dặn ra nữa nè, khổ chưa? Hả? Ừ, dít ốc đó. Ừ. Ngồi im đó. Đây cô chú ơi, quầy bánh và cà phê của chay đã được hoàn thành. Có cà phê nè, có bán bánh luôn. Bán dữ lắm, có máy làm cà phê nè, có máy tính tiền luôn. Rồi, bây giờ chay làm cho mẹ ly cà phê, bán cho mẹ ly cà phê. Dạ, giỏi. Trời ơi. Rồi làm cho mẹ ly cà phê bán đi. Trời ơi, siêng năng không? Sắp đồ rồi dạng. Rồi, lấy ly cà phê làm bán cho mẹ. Rồi làm cà phê coi. Dữ chưa? Rồi bấm nút sao? Bấm nút kia. Rồi, xong chưa? Dạ. Lấy nắp đậy lại đúng rồi. Rồi. Rồi tính tiền đi. Dạ. Bao nhiêu? Bao nhiêu tiền? Money mẹ. Money mẹ hả? Bao nhiêu tiền? $2. Ừ đó, bấm nút tính tiền. Bánh này. Ờ, ăn bánh này hả? Bán cái bánh này hả? Đâu tôi đâu có mua đâu, bán gì vậy? Thôi bán cái bánh đi, bán cho cái bánh đi. Ok. Ok, bán cho cái bánh donut. Ok.
Ok, lẹ lên, đó bụng quá rồi. Nhiêu tiền? Nhiêu chưa chửi. Bao nhiêu tuổi vậy? Bao nhiêu tiền? $2. Rồi, tiền nè. Nè. Thank you mẹ. Không có gì đâu con. Rồi, rồi. Giỏi quá. Trời ơi, bán gì à? Hỏi cô chú có mua bánh không? Chị hỏi cô chú mua bánh không? Ừ. Sao? Bốn ngày kìa. Không, cái này không phải tiger, cái này là lion. Zebra. Zebra, đúng rồi trời. Mùa nãy mới nó hỏi cái gì mới chỉ đó đúng một lần, giờ nó nói zebra. Con này con gì đây? Con này con gì đây? Con thỏ. Hồi nãy con mới nói con gì? Con thỏ. Chim. Chim, nhưng mà hồi nãy con mới nói con này con gì? Ngọc mẹ biết con này con ngựa, nó nói con ngựa, nhưng mà con ngựa này ngựa gì? Zebra. Đúng rồi. Con elephant này hả? Úi trời ơi, elephant. Nặng voi đó. Con ghê ghê, nhưng mà mẹ nè, con này con gì nè, nghe mẹ nói nè. Nè nè nè, con này con gì nè? Rock, crocodile. Crocodile. Đúng rồi. Con này là con két. Con két. Đúng rồi, con két. Két nè. Con hết. Con nào nữa? Hết rồi. Hết rồi. Con này con gì? Con chip. Con này là con gì đây? Con ghê ghê. Ghê ghê. Sợ ghê ghê. Đây nè, con này là con rắn. Con rắn. Đúng rồi. Con chim ở đâu? Đúng rồi, con chim ở đó, đúng rồi. Con đó con gì đó? Con khỉ. Đúng rồi, khỉ ở đâu? Khỉ đây. Đúng luôn. Tiếp theo tới con gì? Con lion. Con sư tử. Sư tử. Đúng rồi. Con kia zebra. Zebra, đúng rồi, giỏi quá. Con này con gì đây? Con gì đây? Con tiger. Con phải tiger, con lion. Sư tử. Con này con gì đây? Nè nè, con gì đây? Con snake. Không phải, nhưng mà con rắn. Ừ. Con đó con gì á? Con chim hả? chim hay chim. Con này con gì? Con elephant nè. Rồi, con elephant. Elephant đó. Cái mỏ bà, cái giỏn cái mỏ. Con này con gì đây? Con nè. Đây nè, con nói con cá sấu. Cá sấu. Nói lại, con cá sấu. Con cá sấu. Đúng rồi. Crocodile nó dài quá đi, cá sấu đi cho lẹ. Wow, chơi giỏi quá. Nữa không? Nữa lấy ra, giờ cái này là bài, nó là từ sáng tới chiều rồi. Hai. Đếm giờ đếm. Ba. Thôi đếm làm bậy vậy đó. Đó, xếp đều gọn gàng nha. Sáu. 1, 2, 3, 6. Gà, một mẹ. Ừ đó, điểm khỏe không? Còn con nữa, con chim. Còn nữa đây nè, con chim đây nè. Rồi, bây giờ con đếm cho mẹ nha. Bây giờ nè, ngồi im đây. Rồi, bây giờ đếm nè. Dạ, sắp đếm. Bây giờ đếm nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 con. Con gì đó? Cá sấu. Đúng rồi. Con gì đây? Zebra. Đúng rồi. Con này con gì đây? Con nhái. Không được. Hả? Năm bốn ngày. Con gì đây? Con chim. Con chim cánh cụt. Con chim cánh cụt. Con gì đây? Con snake. Đúng rồi, snake, nhưng mà tiếng Việt là con gì? Con rắn. Con rắn. Đúng rồi. Con gì đây? Ngày mẹ ngày. Con gì? Mà con gì? Con sư tử. Sư tử. Nhớ nha, sư tử. Sư tử. Chim. Con chim. Chim gì? Chim két. Chim két. Biết rồi nè. Con gì đây? Muốn mất kỳ. Mất trời ơi, mất kỳ làm vậy hả? Con này. Mất. Con gì đây? Hai. Ừ, đúng rồi, tiếp tục đây. Hai đó. Ba. Đúng rồi, tiếp tục. Nhúng. 4, đúng rồi. 5. Đúng rồi. 6. Đúng luôn.
Bảy. Đúng luôn, bảy, đúng rồi. Bảy. Rồi còn con nữa. Mười. Một hai. Thầy xin qua số mấy? Ngon bằng luôn hả? Tám. Tám. Rồi. Ngồi xuống. Rồi. Rồi con đó con gì đó? Con gì? Con chim nhít. Con snack nhưng mà có tiếng Việt là con gì? Con rắn. Để sao cho đúng chiều nha. Đúng rồi, con này con gì? Zebra. Zebra, đúng rồi. Quay lại, quay ngược, quay lượt lại. Lâu dữ rồi chay. Rồi tiếp tục. Con gì? Chim cánh cục. Chim cánh cục. Đúng rồi. Chim tiger. Con không phải tiger, cứ thôi tiger hoài. Lion. Lion. Bảy, 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 bảy. Con đó con gì? Monkey. Monkey, đúng rồi, ở đó. Elephant. Elephant, đúng rồi. Con này con gì? Con chim. Chim, đúng rồi. Con này con gì? Con gì suy nghĩ? Con A. À, con gì? Con whale. Con cá sấu. Cá sấu. Cá sấu, đúng rồi. A, được. A làm y như biết vậy lắm. A, không biết. Bài bản lắm. A, dạ không biết. Rồi con nói làm sao, con muốn mẹ làm gì? Con ăn bánh à hả? Bánh nè, nó nhỏ chín. Ờ mẹ mở trứng hả? Ừ. Rồi ơi, mở trứng nữa chứ. Rồi mở trứng cho chay nha. Con nói làm sao? Please. Please, đúng rồi. Mở trứng nè. Hả, trứng này đâu có mở được. Cái trứng này là nó người ta nằm vậy đó chứ không có đập được. Đúng rồi, đập vậy đó. Đập, đập. Đúng rồi. Chày này có quá trời đồ chơi luôn cô chú ơi. Ông ơi, một xe đồ chơi luôn. Bánh nè. Wow. Wow, quá trời bánh trái rổ đồ chơi luôn. Chơi cho đã đi nha. Con nói sao, con cảm ơn mẹ. Mua cho con đồ chơi. Chú chú chơi. Về kìa, ai về kìa, ra mở cửa cho ba, lẹ lên. Trời ơi, nó có đồ chơi lại ngọn dữ gì, đồ chơi nó không có mở cửa cho ba nó kìa, có được đời đó không? Trời ơi, con đóng đồ chơi. Đó, khoai ba đi, khoai ba con muốn mua đồ chơi đi. Wow, ba có gì cho con á? Rồi, ngồi xuống mẹ cho uống nè, lẹ lên. Gì không muốn nữa. Oh, you didn't want it? Yeah.